Em nhanh nhanh em ao luôn. Đây là những chú chuột mà hôm nay là 27 tháng 6 em sẽ gửi đi. Thôi được rồi, đót đi, bắt đi. Kiểm tra phiếu đấy thế nào? Kiểm tra phiếu đấy là mọi người ở về đâu? Bao nhiêu con cái, bao nhiêu con đực? Nghệ An, 2 cái, 2 đực. Cái đây. Rồi. Đấy, rõ chưa? Được à? Ừ. Vừa vừa được to á. Đấy. Đấy. Một con to mà vừa vừa. Đấy nha. Đấy. Ban xã Châu Thuận, Quỳ Châu, Nghệ An các bạn nhé. Hai con bên à? Ở đây rồi anh mẹ. Có mà anh nhìn nhầm rồi. Châu. Đây là con đực nha. Đi xin trẻ con luôn. Con này là con cái. Đúng không? Xem lại đi, con đấy con cái là một cái. Con này ban nãy bắt nhầm này. Phải cái không? Con đấy con cái rõ này không biết à? Ừ. Cái. Đây là con cái. Đây cũng là con cái, ba cái. Đây con đực. Đây nha, đực.
la. Mộc châu sơn la. Đây báo cáo các bạn là chuột được gửi đi bắt lốt bang này sang bên này đi. Bọ chồn nhung đen hay còn gọi là bọ ú ấy. Điểu khu 5 Trường Sơn, Mộc Châu, Sơn La 0987075236. Đây là bến xe huyện thị trấn Nậm Nhùn, Lai Châu. Quán gỏi Hải Dương. Ủy ban xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Đấy. Các bác đang xem dõi cái kênh Chuột Lang Bỏ Ú. Buổi sáng hôm nay thì em cũng gửi cho các bác cả chim cua gáy các bác nhá, cả chim cua gáy luôn. Đây là một cái, đây là cái đơn mà chim, một chim cu gáy đã chuyển khoản các bạn nhé. Chim gáy đã chuyển khoản. Như vậy là một buổi sáng thì bên mình sẽ rất vất vả khi mà chuyển chim, chuyển chuột. Và hôm nay sẽ có những khách hàng mua đà điểu nữa. Đấy, một cái kênh bán con giống chính thống, và em xin chia sẻ cái nội dung video cũng như cái live stream ở đây để cho các bác nắm bắt được. Yêu sao thành gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cua gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cua gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm sọc, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng,
Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim quyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm Chim Cua Gái Hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982, với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước, lời ru.